Sáng ngày 10 tháng 1, chi bộ khu phố 5 phường Trương Vương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ phường Trương Vương. Chi bộ khu phố 5 có 46 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng trong cộng đồng dân cư. Chi bộ các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân đoàn kết đồng thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường của khu được duy trì, giữ vững. Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy ước khu dân cư được thực hiện tốt, 100% đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ khu phố 5 phường Trương Vương đề ra mục tiêu không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Chi bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chú trọng thực hiện tốt các công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, lãnh đạo khu phố, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể vững mạnh. Đại hội đã bầu bí thư, phó bí thư chi bộ, ban chi ủy khu nhiệm kỳ 2020-2022, bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ phường Trương Vương lần thứ 11.